Thiền tưởng tượng. Thiền tưởng tượng cho phép bạn yên tâm bằng cách tưởng tượng mình ở một nơi yên lặng. Trước khi bạn bắt đầu, hãy chọn địa điểm nào bạn thích nhất, ví dụ đang ở bãi biển, hay bên cạnh một dòng suối ở trong rừng, hoặc trên một đồng cỏ đầy hoa ở vùng núi. Nếu bạn sử dụng cùng một địa điểm mỗi khi bạn thực hành thiền tưởng tượng, nó có thể trở thành một hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng, đặc biệt để bạn vẽ trong đầu. Trong một tình huống căng thẳng, chỉ đơn giản là tưởng tượng ra nơi này, bạn có thể giảm nhẹ bớt bằng cảm giác căng thẳng. Nếu có thể, hãy tìm một nơi để nằm xuống. Nếu bạn không thể làm điều đó, hãy ngồi thoải mái để bạn có thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Bắt đầu thở sâu, hít sâu qua mũi và thở ra qua miệng. Thực hành thở sâu này lặp đi lặp lại trong khoảng 5 phút. Khi bạn bình tĩnh và khỏe khoắn, hãy bắt đầu tưởng tượng mình đang ở một nơi đặc biệt. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tránh những suy nghĩ khác và cho phép đầu óc của bạn được yên tĩnh. Tập trung vào các chi tiết nơi bạn đang tưởng tượng. Ví dụ, nếu bạn tưởng tượng bầu trời, hãy tự hỏi: bầu trời như thế nào? Có những đám mây không? Bóng màu xanh là gì? Có bình minh, hoàng hôn hay giữa trưa? Nắng đang ở đâu? Gần bạn là gì? Nếu là hoa, màu của chúng là gì? Cả một chùm hoa trên dây leo. Chúng có giống như hoa cúc hay hoa khác không? Có chim không? Chúng có hót không? Có nước không? Bạn có nghe thấy không? Bạn đang ở đâu? Bạn đang đi trên cát, cỏ, lá. Bạn đang ở trên một cái ghế dài, trên một tấm chăn, hoặc trên mặt đất trống. Đôi khi có điều gì xâm lấn khi bạn đang suy nghĩ, đừng quan tâm và tập trung vào nơi chốn đặc biệt của bạn. Hãy nhớ tiếp tục thở sâu và trở lại nơi chốn bạn đang tưởng tượng. Cố gắng tập trung với suy nghĩ và tưởng tượng một nơi nào đó khoảng 10 đến 20 phút.